Xin được kính chào các anh chị em và các bạn. Để chúc các anh chị em và các bạn một buổi sáng thật là tuyệt vời, với nhiều năng lượng, kiếm được nhiều tiền và sở hữu được những chiếc xe đầy mơ ước. Hôm nay thì tôi sẽ cập nhật một vài những cái mẫu xe đang có mặt tại thị trường, cũng như đang có mặt tại cửa hàng của tôi tại 89 Trần Thái Tông các bạn nhé. Số điện thoại liên hệ là 0939063333. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vài những cái mẫu xe. Thì đầu tiên thì đến cái mẫu xe thuộc dòng xe hạng sang, đó chính là BMW X3. Biển rất là đẹp, biển Hà Nội các bạn nhé. BMW X3, con này thì sản xuất năm 2012. Đấy, màu bạc. Và đang đi được 8,9 vạn các bạn nhé, 8,9 vạn. Hiện tại thì xe này đang chào bán là 795 triệu. Và giá thì có thể thương lượng sâu. Nếu như anh chị em nào mà thực sự thiện chí thì gọi điện cho chúng tôi. Và đăng ký kênh thì chúng tôi sẽ tặng cho anh chị và các bạn một cái phiếu giảm giá trị giá từ 20 đến 25 triệu đồng. Anh chị em nhớ đăng ký kênh các bạn nhé. Cái mẫu xe thứ hai này chính là mẫu xe Mazda CX-5 các bạn nhé. Mazda CX-5 màu xanh 2017, đi được 2,8 vạn tên cá nhân. Đấy. Sản xuất tại Việt Nam và đang chào bán là 745 triệu đồng. Giá vẫn có thể thương lượng được. Tiếp đến là chính là cái con thuộc dòng xe hạng rất sang. Đấy. Đó chính là Mercedes C200 màu trắng các bạn nhé. Sản xuất năm 2017, đi được khoảng 3,1 vạn mai. Đang chào bán là 1 tỷ 165 triệu đồng. Và giá thì vẫn có thể thương lượng được các bạn nhé. Hãy gọi điện trực tiếp cho số điện thoại 0939063333. Tiếp đến chính là một cái mẫu xe rất yêu mến tại thị trường Việt Nam vào những năm 2007-2008. Đó chính là mẫu xe Camry xuất Mỹ, một biểu tượng thành công, thành đạt của một thời. Đây chính là mẫu xe Camry LE xuất Mỹ các bạn nhé. Đấy, sản xuất năm 2008, biển Hà Nội, rất đẹp, biển 883 các bạn nhé. 883, biển rất đẹp. Đi được 12.800.000 cây và đang chào bán là 505 triệu đồng. 505 triệu đồng, giá vẫn có thể thương lượng các bạn nhé. Ford Focus bản trên các bạn nhé. Hatchback 2018 màu đỏ, đi được 4,4 vạn tên công ty, đang chào bán là 540 triệu đồng. 540 triệu đồng. Nếu như anh chị em nào mà quan tâm đến những dòng xe lướt thì các bạn có thể đến với lại cái mẫu xe Ford, hay còn gọi là Ford Everest các bạn nhé. Ford Everest tư nhân một chủ từ đầu, biển Hà Nội. Đây, biển rất đẹp, 30G01158 các bạn nhé, 01158. Anh chị em có thể thấy thì cái dòng xe này, đây chính là mẫu xe Ford Everest Titanium màu trắng 2019, đi được 1,6 vạn cây thôi. 1,6 vạn các bạn nhé, rất ít, rất hiếm. Đang chào bán là 1 tỷ 095 triệu đồng. Rồi, tiếp đến cũng là một dòng siêu lướt. Con này là dòng Mitsubishi Outlander. Đấy, Mitsubishi thì trong năm vừa qua thì bán rất chạy, đặc biệt là dòng Expander. Và Outlander này thì cũng bán nhờ đó mà bán chạy lên. Dòng xe này thì sản xuất năm 2000. Đây các bạn có thể nhìn thấy ạ. Mitsubishi Outlander các bạn nhá. Mitsubishi Outlander sản xuất năm 2018, và đây là bản 2.0 CVT các bạn nhá, premium. Đấy. 2.0 CVT premium. Đấy. Xe đang đi được rất ít thôi, đi được khoảng tầm hơn vạn và đang chào bán là 810 triệu. Rồi, nếu như anh chị em nào mà mong muốn cái mẫu xe này thì chính là cái mẫu xe thuộc dòng xe hạng sang. Đây chính là Range Rover Evoque các bạn nhá, sản xuất năm 2012 màu trắng. Range Rover Evoque sản xuất năm 2012 màu trắng. Đang chào bán là 1 tỷ 250 triệu đồng các bạn nhá, 1 tỷ 250 triệu đồng. Giá thì có thể giảm được vài chục khi mà các bạn đăng ký kênh, cũng như subscribe kênh của chúng tôi nhá. Sẽ tặng ngay cho các bạn một cái phiếu giảm giá trị giá từ 20 đến 50 triệu đồng vào trong tài khoản của quý anh chị các bạn, khi mà các bạn mua một cái mẫu xe Range Rover Evoque này. Rồi tiếp tục thì chúng ta có Tucson. Tucson màu đỏ nhá. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có hai con Tucson màu đỏ. Một con sản xuất năm 2000 Tucson luôn các bạn nhá. Hyundai Tucson, một con sản xuất năm 2017 và một con sản xuất năm 2018, đều là bản turbo các bạn nhá, 1.6 turbo. Xe 2017 thì đi 4,5 vạn và đi xe 2018 thì đi được 3,8 vạn. Bản 17 thì chúng tôi đang chào bán là 825 triệu và bản 18 là đang chào bán là 860 triệu các bạn nhá. 860 triệu. Rồi các bạn thân mến, thì cái mẫu xe này là mẫu xe Altis 2019. Siêu lướt, nhưng mà xe này thì chúng tôi mới bán rồi. Mới bán chiều hôm qua các bạn nhé. Đấy. Đây. Tiếp tục các bạn có thể thấy ạ. Rất đẳng cấp đúng không? Lexus ES250 các bạn nhé. ES250.
Đấy, lấy sớt các bạn ạ, lấy sớt này. ES250, con này thì đang được khách hàng gửi bán các bạn nhé. Đây, Mazda CX-5. Đấy, Mazda CX-5 màu xám. Mazda CX-5 màu xám này thì các bạn có thể thấy cái mẫu xe này á thì đây, con này cũng bán rồi. Đấy. Đây. Ford Everest Titanium 2019 màu xanh. Titanium 2019 màu xanh các bạn nhé. 2019 màu xanh thì đang chào bán với mức giá là 1.095.000.000. Giá thì vẫn có thể thương lượng được. Nếu anh chị em nào đăng ký kênh thì chúng tôi sẽ tặng cho anh chị một cái phiếu giảm giá trị giá từ 15 đến 20 triệu đồng vào trong ngay trong tài khoản các bạn nhé. Rồi các bạn có thể thấy đây. Honda City các bạn nhá. Honda City. Đây các bạn nhìn này.